Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video. Cuộc sống hiện tại của dàn sao phim Hứa Nghiệp ngày ấy bây giờ ra sao? Sau 16 năm, dàn diễn viên nam trải qua nhiều thăng trầm. Trong số đó, Kinh Quốc được nhắc đến nhiều hơn cả khi vợ anh vừa bị bắt. Bộ phim truyền hình Hứa Nghiệp của đạo diễn Châu Huế phát sóng vào năm 2005 đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả lúc bấy giờ. Với cốt truyện hấp dẫn, bộ phim đã lột tả chân thực cuộc sống của các bạn trẻ sau khi ra trường với nhiều thử thách, cạm bẫy bủ vây trong thời buổi kinh tế thị trường nhiều biến động. Sau 16 năm kể từ khi bộ phim phát sóng, dàn diễn viên nam trong phim cũng trải qua nhiều thăng trầm. Trong số đó, nam diễn viên Kinh Quốc được nhắc đến nhiều hơn cả khi vợ anh vừa có lệnh bắt giam. Kinh Quốc, nhân vật Trí do Kinh Quốc đảm nhận là vai diễn để lại nhiều ấn tượng nhất. Trong phim, Kinh Quốc đã thể hiện thành công tính cách nhân vật bốc đồng, nhưng rất nhiệt tình, chân thành và luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn bè. Vai diễn trong Hứa Nghiệp cũng giúp cho Kinh Quốc nhận về danh hiệu nam diễn viên được yêu thích nhất tại HT qua năm 2007. Lần đầu kết hôn, Kinh Quốc khá kính tiếng với truyền thông, cả hai có con chung, song đến năm 2008, mái ấm của anh cùng vợ đầu tan vỡ vì không thể tìm được tiếng nói chung. 6 năm sau khi ly hôn, Kinh Quốc hẹn hò với một nữ đại gia giàu có gốc Vũng Tàu. Đến đầu tháng 7 năm 2016, nam diễn viên thừa nhận đã âm thầm kết hôn với người này. Trước đó họ có với nhau một con gái. Vợ Kinh Quốc là người giàu có, cô thích được sắm xe sang, đồ hiệu đắt tiền cho chồng, nhưng trái lại, nam diễn viên không tỏ ra đam mê vật chất cho lắm. Anh ưa thích dùng xe máy, mặc đồ vừa tiền nhưng tạo sự thoải mái trong sinh hoạt. Sau 10 năm sống chung, Kinh Quốc và vợ đại gia có 4 con riêng và một con gái chung. Dù có nhiều bất đồng về quan điểm sống, nhưng họ vẫn gắn bó bên nhau cho đến hiện tại. Bất ngờ vào sáng ngày 8 tháng 4 2021, vợ Kinh Quốc có lệnh bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau đó Lâm Thị Thu Trà cùng một người nữa đã cho vay nhiều tỷ đồng với mức lãi 2.000-3.000 đồng triệu trên một ngày. Huệ Minh. Trong phim, Huệ Minh đảm nhận vai Thư, một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh, nhạy bén trong kinh doanh, nhưng lại rất chân thành trong tình bạn tình yêu. Huệ Minh đã thể hiện xuất sắc nhân vật Thư, một cô gái tài giỏi nhưng cũng có tham vọng lớn trong kinh doanh. Chuyện tình tay ba của cô cùng Khoa và Sơn Trí Quang đóng trong phim cũng là một điểm sáng thu hút khán giả. Vai Thư trong phim cũng đem đến cho Huệ Minh giải thưởng diễn viên trẻ triển vọng tại liên hoan phim của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2003. Sau Hứa Nghiệp, cô tiếp tục chinh phục khán giả với vai bác sĩ Hoàng Dung trong phim Lệ Thề Danh Dự. Nhân vật người vợ nhu nhược trong khi người quay lưng cũng giúp cho Huệ Minh ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả. Hiện tại Huệ Minh đã kết hôn và có hai cô con gái nhỏ. Chồng của cô không phải là người hoạt động nghệ thuật nhưng luôn thông cảm và ủng hộ vợ. Ngoài tham gia hoạt động nghệ thuật, cô còn tham gia vào kinh doanh cửa hàng thực phẩm và các mặt hàng thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Trí Quang. Trí Quang đốn tìm người hâm mộ bởi hình ảnh phong trần lãng tử khi vào vai Sơn. Tình cảm chân thành của anh dành cho nhân vật Tư, Huệ Minh đóng, cùng góp Trí Quang ghi điểm. Anh được biết đến qua hình ảnh một nghệ sĩ đa năng vì ngoài hoạt động diễn xuất, nam diễn viên còn lấn sân sang kịch nói. Tại sân khấu Nụ Cười Mới, Trí Quang bén duyên với một khán giả Việt kiều. Mỗi tình kéo dài 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Bà xã làm thủ tục bảo lãnh Trí Quang qua Mỹ. Anh trở thành công dân Mỹ sau vài năm kết hôn. Ước mơ của nhiều người ấy cũng khó giữ Trí Quang ở lại với bà xã. Họ ngày càng không thể thấu hiểu nhau, mâu thuẫn bùng nổ, cuối cùng hai người quyết định ly hôn. Sau ly hôn, Trí Quang nhiều lần quay lại Mỹ trình diễn, nhưng lúc này anh hoàn toàn độc thân và đi Mỹ bằng visa du lịch, biểu diễn mang quốc tịch Việt Nam. Với đây khi được hỏi về chuyện tình duyên, Trí Quang bộc bạch, tôi không biết tương lai của mình có ngã trẻ hay không, nhưng giờ đây tôi đã hoạch định rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ sống cuộc đời của một cư sĩ, không lập gia đình và tu tại gia. Có lẽ đó sẽ là một đời sống hạnh phúc nhất của tôi. Như Phúc gia nhập làng giải trí từ khi 16 tuổi. Cô nhanh chóng được chú ý và giành được danh hiệu diễn viên triển vọng. Những ngoại hình xinh đẹp cùng diễn xuất tự nhiên, đa dạng vai diễn nương, một cô gái xinh đẹp tốt bụng hiền lành trong Hứa Nghiệp đã mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho nữ diễn viên. Sau phim này, Như Phúc tham gia hoạt động phim cũng như thư dần. Cô lúc tưởng chừng như cô rút khỏi làng giải trí. Sau thời gian im ắng, Như Phúc quay trở lại bằng những tác phẩm chất lượng. Đặc biệt nhất là Trả Giá, bộ phim từng đoạt giải bạc liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2014. Từ đó đến nay, nữ diễn viên vẫn tham gia đóng phim, nhưng cô dần tiết chế để có thời gian chăm sóc cho gia đình.
Sau cuộc hôn nhân đầu thất bại, hiện tại nữ diễn viên đang có cuộc sống khá viên mãn mà nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, Như Phúc cũng thử sức mình ở lĩnh vực sân khấu kịch. Dù chỉ là một lính mới, nhưng cô cũng đã kịp để lại ấn tượng với khán giả yêu kịch qua các vở như Sống Thử cùng với đàn chị Mỹ Yên, Tống Bạch Thủy, Hoàng Mập. Tiết Cương, trước khi tham gia phim Hướng Nghiệp, Tiết Cương đã gây chú ý với công chúng với vai trò diễn viên hài. Nhưng chỉ cho đến khi hóa thân thành Trọng, một luật sư nhiều tham vọng nên dần đánh mất tình bạn, tình yêu và cả chính mình trong Hướng Nghiệp, tên tuổi của Tiết Cương mới được biết đến rộng rãi. Diễn viên Tiết Cương nổi tiếng đa tình, chính anh cũng tự nhận mình trải qua nhiều cuộc tình. Thậm chí anh từng dự định cưới vợ với hai lần, nhưng rồi đều không thành. Gần đây, nam diễn viên ở tuổi 49 chia sẻ áp lực do mẹ hối thúc phải lấy vợ. Vì nhiều lẽ Tiết Cương đặt mục tiêu sẽ kết hôn trước tuổi 50, và tuổi mình ở hàng 4 còn đỡ, chứ hàng 5 thấy nó già lắm. Nói về hình mẫu người vợ sẽ cưới, anh bộc bạch: ngày xưa tôi đặt tiêu chuẩn cao lắm, nhưng bây giờ chỉ cần người nào dễ thương, thông cảm cho công việc của tôi là được. Giờ thì tôi già rồi. Lê Khánh. Lê Khánh là một trong những diễn viên hài đỉnh của sân khấu ITK, được khán giả biết đến nhiều hơn khi phim truyền hình bắt đầu bước vào giai đoạn hưng thịnh. Trong phim Hướng Nghiệp, Lê Khánh vào vai Thuận, một cô gái sinh viên hiền lành, khoa văn học. Thuận yêu Trọng khi còn quá trẻ nên vấp phải sự phản đối gay gắt của gia đình hai bên. Cô và Trọng vì bồng bột mà kết hôn quá sớm, trong khi cả hai chưa có công việc ổn định. Thuận phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Sau đó Lê Khánh tiếp tục phủ sóng màn ảnh Việt. Trong hàng loạt bộ phim được khán giả yêu thích như Mùa Ngò Gai, Dù Gió Có Thổi, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Màu Của Tình Yêu, những vai diễn hài hước và duyên dáng không chỉ được yêu mến trên truyền hình, những nét hài của Lê Khánh được yêu thích hơn trong các vai diễn điện ảnh, đã mang về doanh thu khổng lồ cho nhiều phim chiếu rạp như Cô Dâu Đại Chiến 1-2, Ngày Nãy Ngày Nay, Tốc Độ và Đường Cong. Cuối năm 2014, Lê Khánh chính thức lên xe hoa cùng người yêu 12 năm, nam diễn viên Tuấn Khải. Lê Khánh là một trong những diễn viên thành công nhất của phim Hướng Nghiệp, khi được yêu thích ở cả lĩnh vực kịch nói, điện ảnh và truyền hình. Hiện tại, song song với các hoạt động nghệ thuật, Lê Khánh cùng chồng ngày càng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Khương Thịnh. Trong Hướng Nghiệp, Khương Thịnh vào vai Khoa, chàng sinh viên hiền lành tốt bụng cho đến lúc này, nam diễn viên vẫn cần mẫn trên phim trường, xuất hiện trong nhiều phim truyền hình. Gần đây nhất, Khương Thịnh đóng vai cậu hai Khải Văn trong phim Tiếng Sét Trong Mưa, được nhiều khán giả yêu thích. Trong hôn nhân, Khương Thịnh đang có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã và hai cô công chúa đáng yêu. Nam diễn viên từng chia sẻ bí quyết để giữ hạnh phúc mà anh cho rằng rất đơn giản: có giận nhau thì nhẹ nhàng giải thích cho nhau hiểu, và cơn giận vợ chồng lại cơm lạnh canh ngọt. Vợ chồng là đôi bạn ăn ở với nhau suốt đời suốt kiếp, nên việc cảm thông, bỏ qua cho nhau, hiểu nhau là quan trọng nhất. Với các con cũng vậy, tôi không phải là người cha dạy con theo kiểu cứng rắn bắt con phải như thế này như thế kia. Các con còn nhỏ, hãy đợi cho chúng phát triển một cách tự nhiên là tốt nhất.